lại các bác trong phần 2 nhé. Phần trước thì em đã quay cái cách mà đặt cạm và dình cái con chuột mà ở trong tủ lạnh, cạnh tủ lạnh bên nhà em. Thì hôm nay là phần 2, em quay kết quả cho các bác xem này. Đấy, hôm trước em đã răng mỗi bên là 3 chiếc như thế kia. Đấy, bên này em răng 3 chiếc và ở trên này thì có răng với 2 chiếc. Phòng cái trường hợp mà hôm trước em nói là con chuột nó sẽ nhảy lên cái dây điện kia và nó bừa nó trèo lên trên này. Đấy. Thì con này rất là gan và cũng rất là to các bác này. Con này quá to luôn nếu mà chuột nhà. Rất là khôn và gan vàng uông. Đấy, sử dụng cạm mà 9 cm bẫy chuột đi con nhá. Đây là em bẫy tại nhà. Đấy, còn bác nào mà đi đánh kinh tế thì ok, tuyệt vời rất là nhiều. Đây là con chuột mà em đang vừa mới thấy sạch sập một cái, thế là chạy vào quay luôn này các bác này. Đấy, có lô ra ra đây. Ôi bắn, nhắc cái giảm ra ngoài này. Đây, chuột nhà nha các bác nhé. Lông vàng ruộng. Sử dụng cạm 9 cm để bẫy đây. Con này là... Úi bồi, con này sập vào tận 2 bẫy cơ à? Vâng. 2 chân sau là vào 1 bẫy. Một đuôi thì vào một bẫy, thì đuôi này gần đứt rồi. Còn con này xem nào. Đuôi thì vào bẫy khác. Đấy, em răng 3 cái cơ mà. Đấy, nếu mà khi các bác đã sử dụng chiếc cạm kiềng này, bẫy chuột tại nhà mà nó sập vào mà bị có những cái máu vết máu như này nhé, chắc chắn là sẽ bị có vết máu. Thì các bác có thể ngâm nước để nó bay hết những cái máu cái máu đi, hoặc là các bác có thể hơ lửa, hoặc là các bác có thể dùng lá hôi để trà để cho nó mất cái mùi của con chuột nó dẫm vào và nó có máu có mùi ở đây đi. Con này to thế, con này quá to. Xong lấy cái chổi lau đi nhá. Các bác liên hệ mua cạm thì liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Đấy, số điện thoại thì em sẽ ghi vào phần tiêu đề. Đây là xin thông báo các bác cái kết quả và cũng là cái phần 2 của cái video clip trước. Rất mong được gửi cạm cho các bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Bác nào có nhu cầu nhớ alo trực tiếp với bên em để mua bán một cách thành công nhất nhé các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.